Hello quý anh chị, mình đã trở lại với kênh Nhà Đất bên em nha. Thì trong video clip ngày hôm nay em Duy sẽ gửi đến quý anh chị mình thêm một căn nhà sổ hồng riêng. Nhà của mình ngày hôm nay được xây dựng riêng lẻ luôn nha quý anh chị. Ở được thiết kế theo kiểu máy hợp cho mình rất là hiện đại luôn. Diện tích là ngang 5 dài 19 m nha. Ở vị trí là nằm ngay trục đường quốc lộ 1A nha, sát bên chợ Gò Đen luôn. Thì từ chợ Gò Đen á cô chú anh chị mình di chuyển vào nhà đúng có 600 m thôi nha quý anh chị. Ở và căn nhà là sổ hồng riêng, đặc biệt là đá hoàn công rồi luôn nha. Công năng là gồm 3 phòng ngủ của quý anh chị và 3 nhà vệ sinh, có phòng thờ cho mình luôn. Sân trước thì rất là rộng rãi nha. Đó thì căn nhà mình á thì anh chị mình tham quan đi, lát nữa trong video clip em sẽ báo giá chi tiết cho anh chị mình luôn. Thì đây á thì trước khi bước vào nhà thì đây có trước đây thì như có chén bê tông sạch sẽ hết cho quý anh chị mình nè. Đó có trồng cây tiêu cảnh luôn. Đó hàng rào đồ nè, rất là kiên cố quý anh chị. Đó cửa sổ cổng đây á, xem như đi là cửa sắt hợp anh chị. Đó cửa bốn cánh cho mình rất là nặng nha. Đó sắt hợp rất là dày dặn luôn. Đó về đây cô chú anh chị mình có thể làm thêm mái che ra, ở mình che mưa che nắng. Tiếp một phía bên trong đây á sẽ là khoảng khu vực sân của mình nè. Sân ở đây á thì em dự ốp gạch sạch sẽ hết cho mình nha, gạch chống chân trượt luôn. Ở trồng dại tiểu cảnh cho mình rất là đẹp nha. Ở phía trên thì quý anh chị mình thấy đó, ở ban công thì có trồng cây, ở mặt vườn rất là đẹp, ốp BBC cho mình nhìn rất là sang trọng luôn. Ở vài phía tiến vào phía trong nhà đây thì em có trang bị cho mình thêm một lớp cửa nhôm nha, nhôm Sifa 4 cánh. Đây bậc tam cấp của mình anh chị rất là cao ráo nha. Đó thì căn nhà của mình ngày hôm nay mang một cái phong cách nhìn rất là dễ thương nha quý anh chị. Ở phòng khách đây nè, trang trí cho mình nhìn rất là đẹp nha. Tặng hết cho quý anh chị mình những cái nội thất cơ bản luôn. Ở trang trí rồi đồ lưu niệm nè. Ở màu sắc nhìn rất là hài hòa nha. Đây thì có ốp PVC cho mình, rất là sang trọng luôn. Ở khu vực này thì quý anh chị mình về để thêm TV nữa thôi nha, rất phù hợp. Trên trần là trần la phong thạch cao quý anh chị, đi với hệ thống đèn full LED nha. Ở có một cái quạt trần chính giữa rất là mát luôn. Ở phòng khách đây rất là đẹp nha quý anh chị. Nhà của mình ngày hôm nay thì thiết kế theo kiểu không gian mở nha. Phòng khách nó tiếp sẽ là khu vực bếp. Bếp ở đây thì quý anh chị mình thấy đó, nhìn rất là lãng mạn nha. Ở khu vực bếp đây thì quý anh chị mình thấy bộ bàn ăn nè, họ được trang trí sớm rất là đẹp nha. Đây đó thì có kệ tủ rượu cho mình nè. Thì quý anh chị mình thấy đó, về quý anh chị mình thấy chân rượu bia đây nha. Bên khoảng trống đó thì quý anh chị mình về có thể đặt một cái tủ lạnh bên đó. Bếp đây á thì rất là rộng rãi cho mình, có bếp trên bếp dưới nè, hình chữ L nha quý anh chị. Bồn là bồn inox 304 cho mình, chống dỉ xét luôn. Ở phía trên thì có một cái đèn chùm nha. Rất là đẹp luôn. Căn nhà này là sổ hồng riêng, đặc biệt là đá hoàn công rồi, thì tài chính quý anh chị mình khoảng tầm 1 tỷ thôi là mình có thể sở hữu căn nhà ngày hôm nay luôn. Phía bên trên đó thì em vừa thiết kế cho mình một cái giếng trời cho quý anh chị. Rất là sáng luôn, từ trên xuống dưới luôn nha. Ở đây sẽ là khu vực cầu thang nè, đi lên tầng 1 nha, thì mình sẽ bằng sắt cho mình. Và đây có kệ kệ tủ sách nha. Một cái dạng kệ tủ rất là đẹp với chân cầu thang nha quý anh chị. Và thiết kế căn nhà mình á thì sẽ có một phòng ngủ ở dưới tầng trệt nha. Dành cho cô bác anh chị mình lớn tuổi nè, không gian rất là rộng luôn. Đường dây CB ống đồng này đủ hết nha quý anh chị. Đây thì có cửa sổ thông thoáng nha, để cho quý anh chị mình có thể lấy sáng lấy gió vào. Cửa là tất cả hai cửa là cửa nhôm anh chị, đi chung với kính mờ luôn. Tiếp đến đây sẽ là khu vực sân phơi anh chị. Đây thì có giữ có đặt ống cấp ống nước xả máy giặt nha, có điện luôn. Sân phơi rất là rộng cho mình. Có khung lưới bảo vệ, có giếng trời cho mình nha, và kèm một cái toilet luôn sử dụng chung với tầng trệt nha, đủ hết trang thiết bị cho mình. Và căn nhà này thì em sẽ nhắc lại nha, diện tích là ngang 5 dài 19 m, vị trí là ngay trục đường quốc lộ 1A nha. Thì từ chợ Gò Đen mình di chuyển vào nhà đúng có 600 m thôi nha quý anh chị. Với mức giá tổng căn nhà này là 2 tỷ 600 triệu nha. Giá tổng không phát sinh thêm chi phí nha quý anh chị, còn thương lượng cho anh chị là mình xuống xem nhà thì chỉ mua nha. Thì trên màn hình em có lại số điện thoại của em thì quý anh chị nào mình quan tâm mẫu nhà ngày hôm nay thì cứ liên hệ với em. Giá rất là hấp dẫn nha, phù hợp cho đại gia đình mình ở từ 8 đến 10 thành viên luôn. Thì anh chị nào mình quan tâm, thấy yêu thích căn này thì cứ alo em nha quý anh chị. Rồi mời mọi người tiếp tục lên trên tham quan. Và đây sẽ là khoảng khu vực cầu thang mình di chuyển tới tầng lầu nha quý anh chị. Tại mình sẽ bằng gỗ cho mình nè. Ở phía trên có giếng trời cho mình nha, đây có đèn trang trí luôn. Trên tầng 1 mình nó bao gồm sẽ là hai phòng ngủ nha quý anh chị và hai nhà vệ sinh khép kín luôn. Rồi đây sẽ là khoảng một khoảng không gian dùng chung đây nha. Đây thì quý anh chị mình có thể làm phòng sinh hoạt chung hoặc phòng thờ cũng được nha. Không gian rất là rộng rãi luôn. Đèn trần cho mình rất là đẹp nha quý anh chị. Tiếp đến đây sẽ là phòng ngủ thứ nhất của mình nè. Wow, một phòng ngủ rất là rộng rãi luôn. Ở đây thì quý anh chị mình để giường tủ quần áo rất thoải mái nha. Bên đó thì có đường dây ống đồng với lạnh sẵn sàng hết nha quý anh chị. Và nhà vệ sinh thì khép kín cho phòng ngủ mình luôn, đầy đủ hết trang thiết bị cho mình. Ở bên đây thì sẽ có một cái ban công ở phía bên hông mình nha quý anh chị. Ban công ở đây thì em dư đổ suốt cho mình luôn nè. Và có một cái cầu khoảng không gian cầu thang mình lên trên mái nhà nha. Ở khu vực dân cư cực kỳ đông đúc luôn. Tiếp đến đây sẽ là phòng ngủ master của mình nha quý anh chị. Phòng ngủ phía trước đây thì cũng có nhà vệ sinh khép kín cho phòng ngủ mình luôn nha. Phòng thì cũng rất là rộng rãi luôn. Ở ngoài đây thì sẽ là ban công nha quý anh chị. Ở ngoài đây thì có hai cửa sổ nha và cửa chính và ban công. Thì căn nhà này thì em xin nhắc lại nha, vị trí nằm ngay trục đường quốc lộ 1A, từ chợ Gò Đen mình di chuyển vào nhà đúng 600 m nha quý anh chị. Diện tích là ngang 5 dài 19 m, được thiết kế một trệt một lầu nha, gồm 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh,
có một phòng thờ cho quý anh chị luôn nha, sân trước sân sau rất là rộng rãi và thoáng mát luôn, với mức giá tổng là 2.600.000.000 quý anh chị, giá thì còn thương lượng còn bớt thì anh chị là mình xuống xem nhà thì chỉ mua thì mình sẽ bớt lọc cho quý anh chị mình nha. Và căn này là sổ hồng riêng đã hoàn công rồi nữa thì anh chị mình chỉ cần bỏ vào khoảng tầm 800-900.000.000 thôi là mình có thể sở hữu căn nhà ngày hôm nay luôn. Số còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị mình vay nha. Trên màn hình em lại số điện thoại của em, thì quý anh chị nào mình quan tâm thì cứ liên hệ em ngay nha quý anh chị. Rồi thì cứ với em Dung xin chúc quý anh chị mình xem clip vui vẻ nè, thành công trong công việc và hẹn anh chị mình ở những video clip mới tiếp theo ạ.